lấy chai rượu trắng ra sư phụ, lấy cái bông ấy sư phụ sái tịnh cái nhà của ổng. Cái bữa giờ chemical nằm nó tùm lum á, nó dơ, tại mình không thấy dơ nhưng mà quý vị mắt thần mà. Trời ơi, bàn tay rồi chân đổ dơ. Rồi. Mà nói gì? Thôi sư phụ còn. Ngày mai khoảng 5-6 giờ sáng thì Kiệt về lại núi. Bữa nay thì xuống biển đi về thăm quê vợ. Cũng giống thời xưa Lạc Long Quân Âu Cơ đưa năm mươi đứa con xuống biển, 50 đứa con đi về núi với cha. Bây giờ ủa sao cái màn này cũng hơi giống ta. Long Cung á, Long Cung cũng mà nước biển. Còn mà về núi thì không ngộ ha. À giờ mình cứ nói ok, về bữa nào mình qua Thiên Long Sơn, ok đi theo cha về núi. Cái giờ Thiên Long Cung, đi theo mẹ xuống biển. Biển đây. Chuẩn bị nó có hai dạng để chuẩn bị, ba dạng chuẩn bị. Cái chuẩn bị thứ nhất là chuẩn bị cái bao tử, thấy không? Nhà thương bệnh tật thuốc men thì con thấy giờ nó cũng thiếu thốn rồi đó. Rồi với chạy giặt mà đâu ấy, chạy thời 72 mà đi trên đường đại lộ Kinh Hoàng nữa đâu con. Thì đi đường rừng rồi đè nhau rồi đạp nhau rồi chết. Có cái bà mà chạy ăn đứa bé mà bị săn đốt á, nó không phải đại lộ Kinh Hoàng nữa nhưng mà có thể nghe thu nâu đó. Là phải chuẩn bị cái bao tử. Những người mà không có đủ khả năng chuẩn bị bao tử á thì chuẩn bị cái tinh thần, cái đó mới quan trọng. Cái chết là phù du. Cũng giống như bây giờ đang đóng kịch nè, hiện giờ đang đóng kịch đúng không? Cái màn này vụ đầu thai quá trời nhiều kiếp rồi á. Mỗi thì chuẩn bị tinh thần, lỡ như mình có đi mình đi đâu á nó quan trọng mà. Còn cái bao tử là chưa biết đi đâu à. Chuẩn bị tinh thần, lỡ như tôi có chết đói thì tôi cái lúc mà cái hơi thở cuối cùng mà ngước ra mà không có hơi vô á thì tôi biết tôi cũng đi về với Thượng Đế, với mẹ của tôi. Cha mẹ sanh tôi ra, tôi về cha mẹ của tôi, đúng không? Tôi không có sân si, tôi không có oán hận. Một cuộc đời bất công, khổ cực, bao nhiêu đắng cay, sỉ nhục, bi ai, ái tình, bao nhiêu chuyện gọi là bất như ý trong đời tôi, xả hết, xả hết, đừng nhớ gì hết. Đừng có nhớ cái được và cái mất. Tôi về với cha mẹ tôi thì đó, chuẩn bị cái đó là quan trọng hơn chuẩn bị cái bao tử. Muốn sụ đây đầu nữa. Chắc nó trong nhà giờ chứ phụ giờ không có cái gì trong người hết trơn á, ngoài cái áo thun mỏng này thôi con. Mà làm cái clip này á cũng hơi bất kính với những người hâm mộ. Từ gì sorry, xin lỗi nha. Từ gì sáng đây mà mặc áo vest với cái áo kia vô kỳ quá, mặc quần này cho thoải mái. Nhìn cho nó dân giả chứ lại gì con. Phụ là vua không ngai và hoàng đế không ngai, triệu phú không tiền. Hoàng bào áo giải che thân thì nó vậy thôi. Miễn sao mình đóng phim mà,
mình đóng sao mà cái màn kịch này cha mẹ vui vẻ xuống trần dìu dắt được mớ em út đi về là cho phụ mừng. Quan bào áo vải che thân, nửa tăng nửa tục nói năng lạ lùng. Hái chuẩn bị không? Chuẩn bị bao tử, chuẩn bị tinh thần. Và cái chuẩn bị nữa là mình nên nhớ khi mình giàu cho một thiên phú, thiên tài, một nhà thơ hay là một nhạc sĩ, thì mình cũng đã có làm để lại cho thế gian một cái tài sản quý báu, rất rất là quý báu. Cũng giống như những nhà văn, những nhà thơ, những người viết gây bản văn nhạc như nhạc sĩ Lam Phương. Nhạc sĩ Lam Phương có bản gì ta? Nhiều bản có nhạc sĩ Lam Phương lắm á. Thì mình để lại một cái tài sản phong phú, thì mình phải nhìn lại những cái đó là mình đã làm được một cái gì góp sức cho nhân loại. Khi mình ra đi, những cái đó nó lưu truyền nghìn nghìn năm. Con thấy cái gì già chứ những bản nhạc đâu có già đâu, đúng không? Còn hoài bao nhiêu trăm năm nay. Rồi những người họa sĩ vẽ tranh, khi lúc vẽ đó bán trời trời đồng bạc không ai mua. Con thấy mấy cái mà, con thấy nhiều người mà chơi tranh mà hầu như họ bị điên á. Có bức tranh gì mua tới tỷ đô. Trời ơi, tỷ đô sư phụ xây hết chừng mấy trăm cái Thiên Long Giang, mấy trăm cái Thiên Long Sơn trên thế giới, đưa về trời hết, thấy sướng không? Nhiều lúc đó, rất kỳ. Có nhiều lúc cái sư phụ ngồi tại lòng tham chút chút của cái xác phàm, nó cũng lúc nó khởi vậy đó, mình cũng hơi buồn. Cái sư phụ mới nói, cha sao biêu gáy, nó là con chim mà nó giàu. Thằng Phạm Nhật Dưỡng nó chỉ là con rùa lội thôi, sao nó giàu quá vậy? Bữa nãy làm cái xe Vinh Phát nữa, còn con á, được cái đồng nào phải trả giá mấy nhà thầu ngày hôm qua. Trời, tao thấy mặt mày là mày muốn cắt cổ tao, tao lượng nào rẻ tiền. Tại tụi nó mặc đồ vest thì nó phải tốn tiền đồ vest là thấy là nhiều tiền rồi đó. Nhưng mà đắn đo dễ sợ lắm á con. Thì mình để là những bức tranh, những kỷ niệm lưu truyền cho hậu thế. Thì mình phải có nụ cười khi mà cái bụng nó vừa đói thì quên cái bụng đi, đúng không? Chuyện gì xảy ra trước mắt quên nó đi. Lúc mà hước lên đó, mà hơi mà không vô nữa đó, cười xong là về trời. Đúng không? Tại vì nó có khoảnh khắc đó là khoảnh khắc cực kỳ quan trọng. Chứ không phải là ta đây là Đức Giáo Hoàng, ta đây là pháp chủ của nước Việt Nam, coi hết tăng đoàn. Nhưng mà vô bệnh viện rồi đó, đóng ống bữa hở ông pháp chủ vậy đó, rồi cũng xuống địa ngục như thường. Hiểu chưa? Không phải như vậy. Bây giờ có con thấy nó giống như Michael Jackson. Trời ơi, lúc nó chết để lại biết bao nhiêu biệt thự lộng lẫy, để lại 500-700 triệu, gia đình nó thưa kiện nhau lấy tiền của nó đó, tan nát hết, đúng không? Rồi cái hồn nó đi vòng vòng trong biệt thự mà nó đâu có được cái tô bánh canh nước dừa này đâu, nó đâu có được cái bánh bao đâu, ai đâu biết nó còn hiện hữu mà cho nó ăn bánh bao. Trời, nó đói. Rồi cái nó cứ thèm ăn mấy cái đồ của nó mà ai đâu biết cho nó ăn. Để khi xuống địa ngục á, lúc nó bị tra tấn á, tại vì móc vô cái lưỡi rồi bắt đầu tự cái miệng của nó ca mấy cái nhạc quê đó. Mỗi lần cắt lưỡi cái ảnh đau quá không. Rồi cái ở trên thế gian này á, ai ca bản beat it là ở dưới ảnh ảnh bị đau thêm chút nữa. Cho nên khi mà
ở Giang á, mà con làm gì mà người ta cứ repeat lại á, làm theo xấu á, là người đó tội. Mà nói ví dụ như mấy ông thầy thời nay, thầy quốc danh mà là nói tùm lum lạ hết, nói cha nói mẹ nói mấy gì, con nghĩ mấy ông như thế nào? Trời ơi, lúc đó đau đớn dữ lắm. Lúc đó mấy cái hàng đệ tử mà thích đủ thứ cà gù cà gật á, xuống dưới thầy trò nhìn nhau. Lúc đó nói tại sao ông ở trên trò trên thế gian ông gạt tôi làm chi, tôi muốn về trời thôi, mà ông nói thiên đứng kiệt này nọ làm tôi chửi thiên đứng kiệt quá, cho nên giờ tôi ở dưới này khóc hù hù rồi ra làm sao cứu. Lúc đó thù nghe cũng động tâm á, nghe hù ấy đài xuống, tức là nhảy xuống thôi, không biết không có tội, còn nào biết mà cố ý á, thôi để cho nó chừng chút thôi, rồi cũng bắt đầu nhảy xuống rồi cứu. Từ bi là xưa cũng xin cứu hết, cũng như xưa Phật phải xin cho ngài Đề Bà Đạt Ba phải đi xuống địa ngục sinh về, giống như ngày má mẹ của Mục Kiền Liên á, làm bánh bao á thì làm bằng a này nhân nhân này nhân chai đúng không, tại nhiên bà đi giết con chó rồi bà bỏ vô chó rồi cho mấy ông thầy ăn, cho cái tâm mà ác vậy á, mà mấy thầy người ta có thần thông người ta biết à, cái để cái tay dần vậy ha à, cúng nhận lấy à, lấy cái để vào đây. Cho nên mình á, không biết á, thì dựa cột nghe, ếch thì ngồi ở đáy giếng, đừng có coi trời bằng dung. Còn mấy nhà lãnh đạo á, đừng có lấy cái tay mà che ông trời, cơ vận đi hàng nghìn năm nay không có mẻ một sự vụ nhỏ hay sự vụ lớn. Thấy hay á, bảy sư phụ có xuất hiện hôm nay ngồi ở đây á, là cơ trời đã tính trước cả nghìn năm rồi, tới ngày đến giờ sư phụ phải ra đời ở trong một cái đất nước triền miên khói lửa, mà không phải thí dụ ta triền miên khói lửa có ăn dùng thôi, giống như Diêu Khang bây giờ nó bị đánh có ăn dùng thôi, còn những vùng khác nó cũng bình thường, dân cũng sinh hoạt. Mà sư phụ sinh năm 1765, ngay lúc đó miền Bắc á, thì bị Mỹ dội bom, miền Trung á, thì cũng te tưa chiến sự đường trường Hồ Chí Minh, còn miền Nam á, thì đầm già cán gáo nó xuống nó thả mấy nhà dân nhà lá không làm gì có nhà tường, cho hộ nó cháy rồi đói khổ. Ban ngày á, thì mấy chiếc từng cảnh hải quân nó vô mấy con sông của miền Tây á, nó bắn hai bên này nè, dập gì bắn đó. Rồi ban đêm á, thì mấy anh du kích ra đóng thế dân. Ban đêm á, thì có chợ ban đêm xài bằng tiền có hình Bác Hồ, ban ngày á, thì xài tiền hình của bên Việt Nam Cộng Hòa phải không, hình hiệu đi mà nói gì dễ hiểu. Ồ, đóng thế hai thứ, cái dân ở đó nó khổ. Mà sư phụ là dân dùng kinh làng thứ bảy mà rồi chạy giặc đó, thì thiên tử sinh ra đời vào thời đó. Rồi cái nhà tự nhiên á, chiếc cán gáo đó không biết làm sao á, nó không có định vị hay gì đó. Nó nẻ cái trái trái cái lúc đó gia đình của phụ á, mới chạy giặc, chạy từ thứ bảy thứ năm rồi cái ra thứ tư tới thứ ba, không thứ ba nó có chợ thứ ba ra tới sổ gôn, sổ gôn chạy dài là nó đi bộ không mà đi đòn người vậy đó, rồi mang cái bụng cà hễ 9 tháng thì bắt đầu ra tới Tài Niên nữa, không khỏi Tài Niên rồi tới Đầu Dồi chỗ Bến Tàu á, Bến Tàu đi về Vĩnh Thuận Cà Mau kinh làng thứ bảy đó. Xong cái ở đó thì cũng đâu có chỗ ngủ, ngang đó là ở Đầu Dồi á, nó có cái đồn cảnh sát, bây giờ là đồn công an, cái nó có cái trường học An Hòa, cái bên nó có trạm y xá nhỏ xíu,
Rồi, anh nghe đó, anh ra máy trường. Thì lúc đó ba miền bom đạn, tại vì lúc đó biết làm sao, trời ơi, miền nào cũng vậy, khấn trời ơi Phật ơi xuống cứu chúng con, thì con gặp nạn con chạy giặt con đói con khấn ai vậy? Thì có phải là con tưởng tượng nguyên cả một cái hình chữ S, thời đó là cũng bốn mấy năm chục triệu dân, cái tài nào cũng ngày nào cũng khấn, cả cái thằng lính Việt Cộng á nó cũng khấn, sanh tử sanh Bắc nhưng mà đừng có tử Nam, trời Phật ơi, nói tiếng Bắc làm sao ta, trời ơi, cho con sanh Bắc nhưng mà đừng có tử Nam, tại vì 14 tuổi là phải đi vô và đánh rồi phải không? Bác Hồ ơi, cho con đừng có sanh Bắc mà tử Nam đúng không? Thì khấn cả bộ đội cũng khấn đó không? Rồi giờ ở miền Nam mấy ông lính, cha mẹ ơi Phật ơi, cho con ra trận kỳ này được đi về, chứ là chậu xưa nó ruộng bắt quân dịch, có nhiều người trốn trong cái lu rồi lúc mà bắt quân dịch á lặn xuống nước, lặn xuống nước luôn á, mà lặn hết hơi trồi lên nó nắm đầu lên thảy lên xe, mỗi ngày mà chiếc xe mà đi bắt quân dịch á, phụ lúc đó còn nhỏ xíu à 7-8 tuổi mà trí nhớ nhớ tới giờ là đầy xe luôn á, thằng nào nấy khóc cờ hụ, lúc mà nó đi nó bắt y như bắt chó thời nay vậy, thảy lên rồi tới cuối làng cái bắt đầu đầy xe, bắt đầu cái xe chạy về đi ngang nhà cái anh chị em mà đứng hai bên đường á,